chào tất cả anh em. Hôm nay shop Cao Cường lại giới thiệu với anh em loại xin phá bên mình nhé. Đây là khuôn này, khuôn một mặt 6.35 và một mặt 5.5 nhé. Đấy, khuôn đây thợ mình đang làm đây. Mình sẽ làm cả hai mặt cho anh em xem. Đấy, gõ hai lần, cắt hai lần chuẩn nhá, chuẩn kẹo chì mềm anh em nhé. Đấy, mình nhặt một cái mới này, đây là chuẩn kẹo chì mềm nhá, anh em nhìn kỹ nhá. Đây là chì mềm nhá, mình lấy chì mềm nhất cho anh em. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ quay kỹ cho anh em xem kẹo nó ra như thế nào nhá. Đấy. Có làm hai mặt không? Có, làm hai mặt cho khách xem. Đấy, đây mình quay này. Tất cả khuôn mình bán hết nhá. Khuôn chuyên phá hoặc là khuôn kẹo lấm mình là bán hết. Rồi 6 lỗ một mặt mà hai mặt có, khuôn đổ cũng có. Anh em mà thích loại rẻ tiền bán loại rẻ tiền cho anh em. Và khuôn đổ làm rất đơn giản thôi. Đấy. Đây là mình làm cả hai mặt, một mặt 5.5 và một mặt 6.35 cho anh em xem nhá. Anh em mua khuôn thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là số điện thoại 0359537735 nhá. Đấy. Đấy. Anh em sẽ nhìn xem cái kẹo ra như thế nào nhá. Đấy. Đây. Thì đây chì mình đun nóng lên. Anh em mà muốn mua khuôn ấy, mình sẽ tư vấn anh em kỹ và nói chung là mình cung cấp cả chì cho anh em luôn. Đấy, cho anh em tiện ý chơi. Đấy. Đây là đấy nhá. Xuyên phá đây, 5.5 và 6.35 đây. Đấy. Bây giờ em sẽ mở khuôn cho anh em xem nhá, xem kẹo ra như thế nào nhá. Đấy. Đây. Nhặt đây 32 viên, không viên nào bị lỗi hết nhá, anh em nhìn kỹ nhá. Váy rất sâu và đều nhá. Đấy. Đây là váy dày nhá, 6.35 váy dày nhá. Đây. Đây là 5.5 này, váy mỏng này. Anh em nhìn kỹ nhá. Đấy. Quay kỹ cho anh em nhìn này. Đấy. Đấy nhá. Mình sẽ làm một khuôn nữa cho anh em xem nhá. Nhặt riêng không, nhặt riêng 6.35 cũng rất dưới. Mình sẽ làm một khuôn nữa cho anh em xem nhá. Làm khuôn 6.35 một mặt 6.35 cho anh em xem nhá. Đấy. Đây là 5.5 này, anh em nhìn kỹ nhá. Nó có một chút ba vía thôi. Anh em nói chung là anh em tí mình sẽ cho vào cái giá đây. Giá đây mình sàng qua phát rồi, không có một chút ba vía nào hết. Nói thẳng với anh em là không có một chút ba vía nào hết. Đấy. Khuôn 6.35 đây, hàng rất đẹp nhá. Anh em nhìn kỹ này. Đấy. Mình sẽ làm một khuôn một mặt 6.35 cho anh em xem nhá. Đấy. Thợ mình làm một ngày 8 đến 10 tiếng là không ngờ nó cong vênh như khuôn, không ngờ cong vênh gì hết. Nó chế nhanh. Mình bán cái khuôn này là vẫn là để cho thợ mình làm nhá, nên là anh em cũng không phải suy nghĩ gì nhá. Đấy. Anh em sẽ nhìn kỹ xem kẹo ra như thế nào nhá. Đấy, mình quay như thế nào là mình gửi cho anh em như thế, nên anh em không phải suy nghĩ nhá. Đấy. Đấy, bây giờ sẽ mở ra cho anh em xem nhá. Bây giờ anh em nhìn kỹ nhá. Này. Bây giờ mở ra nhá, mở ra cho anh em xem nhá. Cách thức làm rất đơn giản thôi. Đấy. Rồi cứ làm. Anh em nhìn kỹ nhá này. Không, gọi là không có ba vía luôn. Thế là chơi là không bao giờ sợ hại mòn khương tuyến này, là nó hại lòng gì cả, nên là đấy. Kẹo rất đẹp nha anh em nhá. Đấy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại mình có cả Zalo nhá, 0359537735. Đấy, anh em xem video rồi cho xin một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em.